Pfizer thông báo lô hàng vaccine giao vào cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 sẽ bị ảnh hưởng do những thay đổi trong quy trình sản xuất nhằm tăng sản lượng. Theo đó, cơ sở sản xuất tại Bỉ sẽ tạm thời giảm số lượng liều vaccine được giao trong tuần tới. Một số quốc gia như Na Uy và Italia cho biết đã nhận được thông báo về việc cắt giảm số lượng liều vaccine của Pfizer từ 20 đến 30%. Theo Pfizer, việc giảm lượng vaccine giao hàng là nhằm tăng năng lực sản xuất từ mức 1,3 tỷ liều hiện nay lên 2 tỷ liều mỗi năm. Thông tin này đã khiến nhiều quốc gia châu Âu lo ngại sẽ không đảm bảo được chương trình tiêm chủng hiện nay. Tuy nhiên, phía Pfizer cam kết tất cả các liều thuốc được đặt cho quý đầu tiên của năm 2021 sẽ được giao đúng hạn.